Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình xin cập nhật cho các bạn giá và khuyến mãi của các dòng điện thoại Oppo ở đầu tháng 7 nha. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ có đi vào con Oppo Find X2 giá 23.990. Giảm ngay được 2 triệu. Trả góp 0% lãi suất. Con này RAM 12GB, bộ nhớ trong 256GB. Với Qualcomm 865 các bạn. Pin 4200 và có sạc nhanh ha. Siêu phẩm của Oppo. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ con Oppo Reno 3 giá là 8990. Sẽ các bạn mua sẽ được giảm ngay 500.000, trả góp 0% lãi suất, miễn phí bảo hiểm. Đây, Oppo Reno 3. Chiếc máy bán rất là chạy của Oppo. Rồi, Oppo Reno 3 RO giá 14.990.000, giảm ngay được 2.500.000. Với RAM 8GB, bộ nhớ trong 256GB, USB 95. Rồi. Và camera selfie kép các bạn ha. Đây, camera trước luôn. Rồi, Oppo Reno 2F giá 8.990.000. Các bạn mua sẽ được giảm ngay 2 triệu, góp 0% lãi suất. Reno 2F. Chiếc máy thiết kế rất là đẹp các bạn. Rất đẹp luôn. Camera không hề lòi ha, nằm sát trong luôn, không lòi. Và camera trước là một panorama phút úp. Thục lên thục xuống ha. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có con Oppo A92 giá 6.990.000. Khi các bạn mua vào ngày 3 tháng 7 đến 5 tháng 7 sẽ được giảm ngay 500.000 các bạn, cộng góp 0% lãi suất. A92 thì nó sử dụng RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB và Qualcomm 665 8 nhân các bạn ha. Pin 5000 và có sạc nhanh. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ con Oppo A52 giá 5.990.000, góp 0% lãi suất. A52 một phiên bản thu nhỏ của A92, 4 camera phía sau, với RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB và Qualcomm 665, pin 5000 và có sạc nhanh, máy cũng rất ok. Rồi, Oppo A31 RAM 4GB giá là 4.490.000, sẽ được giảm ngay 300.000, cộng góp 0% lãi suất. Oppo A31 RAM 4GB. Oppo A12 phiên bản RAM 4GB giá 3.690, góp 0% lãi suất. A12. Oppo A1K giá 2.690. Thì chúng ta sẽ có con Oppo A9 2020 giá 6.990.000, các bạn mua sẽ được giảm ngay 1.000.000, cộng góp 0% lãi suất ha. A9 2020. Rồi, Oppo A31 phiên bản RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB, giá 5.290.000. Khi các bạn mua sẽ được giảm ngay 300.000. Rồi, Oppo A31. Oppo A31 phiên bản 4GB. Tiếp theo là chúng ta sẽ con Oppo A12 phiên bản RAM 4GB giá là 3.690. Trả góp 0% lãi suất ha. Rồi, Oppo A12 phiên bản RAM 3GB giá 2.990.000. Rồi, thì mình vừa giới thiệu cho và cập nhật cho các bạn giá và khuyến mãi của các dòng điện thoại của hãng Oppo. Các bạn có thắc mắc gì cứ để lại comment bên dưới nha, mình sẽ phản hồi các bạn là sao. Hãy đăng ký kênh nhé. Bye bye.